tang uyên I'm gonna
Em biết rồi chị. Đó đó đó, em biết rồi, em biết rồi. Em đặt bông chứ, vậy chị qua đây chị giữ nha. Đừng có nhúc nhích nha, em quay cái này làm tim nó hư á. Trang đâu? Trang đem để bông đi cho bà con. Để rồi hả? Chị vô đi chụp cho. Ok. Nè chị đến nha. 1 2 3. Rồi 1 8. Cả nhà vô đây chụp với bà tắm. Xong chưa? Lim kìa. Lim. Em quay giùm cái đi cho chị Hồng với chị Lan vô đây. Stephanie, bé. Chị Niên gì đừng giúp giúp gì được. Con phải chụp cái bàn tắm lần cuối cùng Stephanie. Đi vô đây đi. Để lên. Để mấy cậu chờ. Để đi, nó không có thời vô cái gì. Lại cái gì. Đưa nó làm xe đi. Ủa bên nào chụp vậy? Bên nào? Được chưa? Ok, 1, 2, 3. Rồi xong hết rồi đó. Chụp thôi chứ không quay mà cái này quay cái này quay.
Mình cầm hai máy vậy hả? Trời ơi. Em cho chị Quyền coi má lần cuối nha. Một hồi là đóng nắp đó. Phép được gửi lời chia buồn đến gia đình và đại diện cho hội thánh ở đây thì tôi biết rằng và trong những cái điều mà chúng tôi rất là cảm ơn Chúa là bởi vì thấy được cái tình thân giữa hai gia đình rất là đồng thống và tôi được biết về đời sống của chị Phượng với chị Học với gia đình Minh Loan và tất cả các anh chị em rất là gần gũi với nhau và có một cái tình cảm rất là thiết ở trong gia đình và đó là một cái điều mà tôi rất là cảm ơn Chúa vì điều đó và điều thứ hai nữa là tôi đại diện ở đây từ một thánh của chị Học của chị Phương để đến đây chia buồn với bước bạn chị em ở trong gia đình và đặc biệt là chúng tôi thấy được cái sự ấm cúng cũng như cái tình yêu của bước bạn chị em dành cho phạm vụ ở đây tôi nghĩ rằng đây là một cái thời điểm mà mình chia tay với bà. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng cái tình cảm đó vẫn còn lưu luyến ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Thì giờ này thì chúng tôi chỉ biết gửi lời phân ngôn cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình
nhưng mà cũng vui mừng bởi vì thấy được hai gia đình luôn luôn lúc nào cũng gần gũi nhau, cũng là một gia đình chung với nhau, và tôi nghĩ rằng đó là một cái niềm vui thực hành. Và xin Chúa tiếp tục chúc phước ở trên gia đình của Phương và anh chị em trong những ngày đến này. Bây giờ này thì sư Vượng sẽ có một vài lời và sẽ cùng với chúng ta. Đây là một cái phong tục mà tôi biết rằng bà cụ thì trong một cái phong tục khác, nhưng mà chúng tôi thì có một cái phong tục của người Tinh Lành thì chúng tôi cũng cầu nguyện để xin cái sự chúc phước lại trên gia đình. Cho nên chúng tôi xin phép, nếu mà được thì chúng tôi có thể làm được điều này cho gia đình của bà cụ bị tụt và tụt hẳn ở đây. Cảm ơn chúng ta. Tôi xin trước hết tôi xin chia buồn gia đình và tất cả các chị em và các bác. Tôi rất là ngạc nhiên và rất là vui khi thấy hai gia đình rất là thân với nhau, mà rất là hiếm luôn ở trong phong tục người Việt Nam chúng ta, và hai gia đình rất thân giống như là một, và tôi đã ơn Chúa điều đó. Đó là một cái văn hóa rất là đáng mừng và đáng khen ngợi. Lý do mà tôi xin cầu nguyện là vì chúng ta hay nói ông trời, nhưng mà những người tin Chúa thì gọi là Chúa, nhưng mà những người chưa không tin Chúa thì là đó là ông trời tạo dựng nên con người. Thì dù cho mình có tin Chúa hay không tin Chúa, khi mà mình thở mình là con người, là phải có đấng tạo ra mình, và đấng tạo ra mình có người gọi là ông trời, có người gọi là Chúa, nhưng mà là một đấng tạo ra mình. Và dù cho mình có tin Chúa hay không tin Chúa thì nắng và mưa và tình yêu của ông trời vẫn đổ trên tất cả, dù cho mình có tin hay không tin. Giống như người cha mẹ dù cho con có về hay không về. Chạy một chút, anh bấm cái. Đứng đây chụp này. Vô chụp này. Rồi được rồi, vô đi. Sorry. Kenny. Một người một bên. Mạnh ai nấy chụp mà, máy ai bấm cũng được mà. Ok, 1, 2, 3. Xong rồi đó. Rồi nha, lần cuối nè, xong. Hey, it's okay. No, the sun. No, but you didn't call it.
đúng rồi, nó bị cosplay. Rồi bye má. Chỉ có hai người được ở trong thôi. Ok, hai người thôi. Ai muốn ở lại? Tất cả mọi người ra. Hả? Hai người đi trước. Hai người thôi, còn lại đi ra. Thì em ra luôn ha.